kính thưa chủ tọa đoàn, thưa quý vị đồng nghiệp. Thì trong cũng trong cái quá trình mà chúng ta công tác về nhi khoa đặc biệt là hô hấp nhi thì một trong những cái liệu pháp mà chúng ta bắt đầu sử dụng càng ngày càng nhiều đó là liệu pháp khí dung. Và ngay cả uh, cả cái bậc phụ huynh có con đặc biệt là bị hen thì khi chúng ta điều trị xong rồi thì các bậc phụ huynh đó người ta thường hỏi à bác có cần phải là về nhà mua máy phun khí dung hoặc là mua thêm cái dụng cụ gì hay là không và phần lớn cứ nghĩ rằng à cái máy phun khí dung là một cái cái mà cứu cánh cho chúng ta điều trị tuy nhiên là nếu mà chúng ta quan sát cả cái đồng nghiệp chúng ta thì không phải cái đồng nghiệp nào cũng sử dụng cả cái dụng cụ này đều đúng cả và cái việc khi chúng ta không có sử dụng đúng thì nó sẽ không mang lại hiệu quả giống như mong muốn và nó còn tăng tăng thêm cái tác dụng phụ cho bệnh nhân cũng thêm tăng thêm chi phí điều trị cho bệnh nhân chính vì vậy mà hội hô hấp nhi Việt Nam đây là một cái hội rất là mới mới được thành lập trong thời gian một tháng trở lại đây thì uh, chúng ta chúng tôi đã đã họp uh, mấy phiên và bây giờ cái đồng thuận này đang trên đường là hoàn thiện ở bước cuối cùng để công bố thì xin trình bày về quý vị hội nghị uh, cái, cái đồng thuận về liệu pháp phun khí dung trong điều trị bệnh lý hô hấp thường gặp ở trẻ em. Vậy thì cái, vì sao cái đường mà đường hít nó lại đóng vai trò quan trọng như vậy? Thì là vì đấy là cái cửa ngõ rất là quan trọng để đưa thuốc vào cơ thể, một trong những cái cửa ngõ đưa vào cơ thể. Và nếu chúng ta sử dụng cái biện pháp uh, liệu pháp khí dung này á, thì thuốc nó sẽ tác động trực tiếp tới cái vị trí mà chúng ta cần tác dụng ví dụ khi chúng ta uống một cái một cái viên thuốc hoặc là chúng ta tiêm một cái liều thuốc theo đường toàn thân thì nó đấu tới cái đích mà chúng ta muốn nhưng mà với cái liều pháp khí dung này thì thuốc nó sẽ tác động trực tiếp tới cái vị trí chúng ta cần muốn và nó không những tác dụng trực tiếp mà nó tác dụng rất là nhanh và chúng ta sử dụng nếu so về liều theo đường toàn thân thì nó sẽ sử dụng liều thấp hơn và dĩ nhiên ít tác dụng phụ cho bệnh nhân hơn và đây là cái nền tảng trong việc điều trị một số bệnh lý hô hấp đặc biệt là ở trẻ em vậy thì khi chúng ta sử dụng cái đường khí dung như vậy thì cái yêu cầu đó là các cái hạt khí dung nó phải như thế nào để nó vào được các cái vị trí khác nhau trên đường thở của bệnh nhân thì nếu chúng ta muốn là thuốc nó vào tới tầng cái đường thở dưới thì kích thước các hạt khí dung nó phải từ 2 cho tới 5 micromet. Và cái điều này thật sự khi mà nói ra với quý vị đồng nghiệp ở đây thì nó chỉ mang tính lý thuyết. Vì thật sự chúng ta không có thể điều chỉnh được cả cái hạt khí dung này. Mà cái nhà sản xuất, khi người ta sản xuất ra thuốc, người ta đã đã làm cái điều này cho chúng ta rồi. Nhưng mà lưu ý về quý vị đồng nghiệp, tức là phải từ 2 cho tới 5 micromet nó mới vào được đường thở dưới. Vậy khi chúng ta sử dụng các cái thuốc theo đường khí dung, thì nó sẽ bao gồm những cái thuốc gì thì như quý vị thấy ở đây là cái thuốc mà chúng ta thường sử dụng nhất đó là các thuốc đông vận beta 2 hoặc là các cái thuốc kháng cholinergic hoặc là adrenaline hoặc là xuyên phạt magie và đặc biệt là corticoid và gần đây là nước mũi ưu trương ở các cái nước phát triển khác thì người ta còn dùng khí dung là kháng sinh thuốc kháng virus thuốc kháng nấm hoặc là prostaxiclin để điều trị là tăng áp phổi cho bệnh nhân. Thế. Thì ở trong cái khuôn khổ của cái đồng thuận này, chúng tôi sẽ chỉ nhắc tới các cái thuốc mà thường dùng ở trên này mà thôi. Vậy thì khi chúng ta dùng theo đường khí dung, thì một câu hỏi đặt ra đó là mình sẽ khí dung bằng những dụng cụ nào. Mà phần lớn khi chúng ta nói tới liều pháp khí dung thì ai cũng nghĩ đó là cái máy phun khí dung cả thì đây chỉ là một trong những cái cái dụng cụ của liệu pháp này bên cạnh cái máy phun khí dung thì chúng ta có là bình xịt định liều cái bình hít bột khô dạng từ lơ hoặc là cái địa hít bột khô discus thì đó là các cái dạng mà chủ yếu chúng ta có thể sử dụng ở trẻ em mà những cái cái dạng dụng cụ này nó có ưu điểm và nhược điểm khác nhau ví dụ cái máy phun khí dung thì nó vẫn tạo ra các cái hạt sương nhỏ rồi tỷ lệ cũng là cao nhưng mà nó à, cái, nó nó vẫn có nguy cơ lây bệnh cho bệnh nhân nhưng mà nó không có nhỏ gọn và không có sử dụng được nhiều liều không có bồ điểm liều trong khi cái bình xịt định liều cộng buông đêm nó có những cái ưu điểm nhất định của nó hoặc là cái bình hít bột khô nó có những cái ưu điểm nhất định của nó vậy thì đứng trước một cái rừng các cái dụng cụ này với những cái ưu điểm và những cái tính năng khác nhau như vậy thì chúng ta sẽ chọn các cái dụng cụ như thế nào thì trong cái đồng thuận này chúng tôi thống nhất là sử dụng cái cách chọn lựa như thế này ví dụ đối với trẻ dưới 2 tuổi thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn là bình xịt định liều cộng buồng đệm và mặt nạ nhưng mà đối với trẻ từ 3 cho tới 6 tuổi thì chúng ta ưu tiên chọn là bình xịt định liều cộng buồng đệm và ống ngầm sẽ dị vì sao mà chúng ta chuyển từ mặt nạ ở trẻ nhỏ đối với trẻ mà từ ba sáu tuổi chúng ta chuyển qua ống ngầm đó là khi chúng ta sử dụng cái mặt nạ thì thuốc nó phân tán một phần lên mũi của bệnh nhân mà nó không đi vào tập trung vào đường thở dưới của bệnh nhân thì đó là lý do vì sao mà chuyển qua ống ngầm vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái bình xịt định liều cộng với lớp buồng đệm thì có nó có những cái ưu điểm như thế nào thì nếu mà chúng ta sử dụng cái bình xịt định liều không thôi mà không có cái buồng đệm này á, thì nó ưu điểm á, tức là có chứa nhiều liều nó rất là nhỏ gọn mình có thể mang đi theo bệnh nhân và chi phí sử dụng thấp và ít có nguy cơ nhiễm khuẩn cho bệnh nhân tuy nhiên cái nhược điểm lớn nhất của cái bình xịt đỉnh liều đơn thuần đó là khó phối hợp giữa cái động tác bấm xịt và cái động tác hít nhất là trẻ con hoặc là đối với những cái trẻ mà nó hít không có hiệu quả thì thuộc nó sẽ bay ra ngoài cho nên khi mà chúng ta là sử dụng như vậy á, thì chúng ta cần phải sử dụng thêm cái buồng đệm và cái buồng đệm này thì có ưu điểm á, nó sẽ làm giảm cái tốc độ bay của các cái hạt khí dung đi và nó không cần phối hợp giữa động tác xịt và hít chúng ta bấm sau đó đưa trẻ chỉ cần hít qua cái buồng đệm và cải thiện cái kỹ thuật hít cũng như là giảm cái lắng đồng thuốc ở vùng hầu họng và nếu chúng ta xịt cái bình xịt đình liều này mà không có cái buồng đệm thì cái tỷ lệ thuốc lắng đồng ở vùng hầu họng tăng lên rất là nhiều và nếu mà sử dụng chế phẩm corticoid thì nó sẽ gây ra tác dụng phụ tại chỗ cho bệnh nhân và khi chúng ta sử dụng buồng đệm thì cái buồng đệm trung phải có thể tích là từ 100 cho tới 700 ml cái trợ ngại tiếp theo đó là khi chúng ta sử dụng cái buồng đệm á thì cái phần lớn chúng ta sử dụng buồng đệm nhựa thì cái mặt trống của buồng đệm nhựa nếu sau một thời gian sử dụng á nó có hiện tượng tích điện và nó bám cả cái hạt thuốc vào ở trong cái buồng đệm và nếu quý vị để ý sau một thời gian chúng ta sử dụng á, thì cái mặt trống của cái buồng đệm nó trở nên trắng hết lúc đầu nó trống rất là đẹp nhưng mà nó trở nên trắng hết thì cái biện pháp là giải quyết cái tình trạng mà mà điện này thì chúng ta có thể rửa bằng nước xà phòng pha loãng à, rửa bằng xà phòng pha loãng thì khi chúng ta sử dụng cái bình xịt bình liều cộng buồng đệm thì đây là quy trình chúng ta sử dụng đó là đầu tiên chúng ta phải mở nắp ra rồi chúng ta kiểm tra xem tự là cái buồng đệm nó có bị hư hỏng nứt vỡ gì không rồi chúng ta gắn cái bình xịt bình liều vào buồng đệm rồi chúng ta có thể lắc lắc năm cái thì ở đây là chúng ta có thể lắc trước rồi gắn vào sau hoặc là chúng ta có thể gắn vào buồng đệm rồi chúng ta sẽ lắc rồi sau đó úp lên mũi miệng của bệnh nhân và bấm xịt một một lần thôi tùy một lần là một cái và chúng ta chờ cho bệnh nhân hít từ 10 cho tới 15 giây và sau đó cho bệnh nhân uống miệng nước súc miệng Hả? còn nếu mà chúng ta sử dụng thay vì mặt nạ mà dùng ống ngầm thì cái quy trình nó cũng như, như vậy thay vì úp mặt nạ lên cho bệnh nhân thì chúng ta yeah, cho bệnh nhân ngầm ống ngầm một cái dụng cụ hít tiếp theo đó là cái bình hít bột khô thì đây là một cái dụng cụ mà nó cấu tạo là nó có chứa các cái hạt thuốc có kích thước dưới 5 micromet và kèm theo các cái hạt mang cái hạt mang này có thể là đường lacto hoặc là gluco và với kích thước lớn hơn ưu điểm nó là không cần có chất đẩy và thứ hai là không cần cái phối hợp giữa bấm xịt và hít chỉ cần là chúng ta hít nhanh và mạnh là được rồi và thao tác là sẽ nhanh hơn so với các cái phương tiện khác. Thì tuy nhiên cái nhược điểm đó, là bệnh nhân cần phải hít vào một cách chủ động và hít vào thật nhanh mạnh thì thuốc nó mới vào được đường thở của bệnh nhân. Thì các cái yếu tố nào nó quyết định ảnh hưởng tới cái bên hít bột khô này đó là tuổi và lưu lượng hít vào. Dĩ nhiên trẻ nhỏ quá mình không thể áp dụng cái phương pháp này được và thiết kế cái dụng cụ hít thì cho tới bây giờ có hai cái dụng cụ hít bột khô đó là cái discus và tuyệt bù Lơ. thì discus nó phù hợp ở trẻ từ 4 tuổi trở lên và khi FAV1 nó, dưới 30% so với bình thường trong khi cái tuyệt bù Lơ nó là phù hợp cho những cái bệnh nhân có lưu lượng hít vào cao hơn và nếu mà lưu lượng hít vào tốt thì người ta nhận thấy rằng cái tỷ lệ thuốc nó vào đường hô hấp dưới khi sử dụng tuyệt bù Lơ nó sẽ nhiều hơn so với discus thì đó là cái cái cầu tạo và cái quán nguyên lý của bình hít bột khô vậy thì khi chúng ta sử dụng cái tuyệt hay lơ chúng ta sẽ sử dụng như thế nào đầu tiên chúng ta sẽ mở nắp ra chúng ta nạp liều thuốc bằng cách xoay cái đế đó, một vòng rồi xoay ngược lại một vòng cho tới khi chúng ta nghe được tiếng click rồi ngầm thuộc lên miệng bệnh nhân hít một cái thật mạnh và sâu và chúng ta là điểm từ 1 cho tới 10 chờ nín thở từ 1 cho tới 10 sau đó thở ra và cho bệnh nhân uống nước súc miệng Tương tự như vậy đối với cái địa hit discus thì chúng ta là mở cái cái địa hit ra, chúng ta nạp liều bằng cách kéo cái 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 co qua một bên rồi à, bệnh nhân ngầm ở trong miệng ở cái chỗ đầu ngầm hít một cái thật mạnh sâu nín nín thở từ điểm từ 1 cho tới 10 thở ra và cho bệnh nhân uống nước súc miệng. Đi qua một cái dụng cụ thứ ba nó có từ lâu rồi đó là máy phun khí dung. Cho tới bây giờ thì phần lớn các cái máy phun khí dung mà chúng ta sử dụng ở tại các cái cơ sở y tế của chúng ta đó là máy phun khí dung khí nén. Thì với cái máy phun khí dung khí nén này á thì nó sẽ tạo ra cái hạt xương có đường kính á, là từ 1 cho tới 5 micromet. Cái, cái một cái loại máy phun khí dung thứ hai mà bắt đầu có thể chúng ta sử dụng đó là máy phun khí dung sử dụng sóng siêu âm để tạo ra các cái hạt xương và cái loại máy thứ ba đó là máy phun khí dung mà lưới rung à, thì có ba cái loại mà chủ yếu là chúng ta sử dụng máy phun khí dung khí nén vậy thì cái máy phun khí dung nó sẽ có những cái ưu và nhược điểm như thế nào đó là cái thời gian phun á thì nó sẽ là phun tốt trong vòng 5 phút đầu thôi từ phút thứ 5 cho tới phút thứ 10 nó sẽ giảm đi và cho dù thiết kế máy gì đi nữa thì với cái máy phun khí dung này cái mà khi mình sử dụng một liều thuốc thì chỉ có tối đa 20% thuốc đi vào đường thở dưới mà thôi, còn lại nó không vào đường thở dưới. Và cái lưu lượng phun mà tốt nhất là phải từ 8 lít một phút trở lên. Và nếu chúng ta sử dụng cái máy mà lưu lượng phun 8 lít một phút trở lên và cái thể tích mà thuốc ở trong cái bầu phun là 4 ml thì nó sẽ phun trong vòng 10 phút và để tránh cái hiện tượng cái thể tích cần còn đồng lại ở trong bầu phun thì uh, quý vị đồng nghiệp lưu ý là trong quá trình mình phun như vậy mình lấy tay mình gõ 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 nhẹ vào bầu phun uh, thì nó sẽ làm giảm cái thể tích cặn này đóng lại ở trong bầu phun và uh, các cái yếu tố khác ảnh hưởng tới cái cái, cái, cái máy phun khí dung đó là mức độ hợp tác của bệnh nhân ví dụ như đứa trẻ đang ngồi yên nó hít uh, thì nó tốt hơn nhiều so với bệnh nhân là nó quấy khóc dậy dùa hoặc là à, mình để cái mặt nạ nó không có khớp đến mặt của bệnh nhân thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái, cái lượng thuộc vào đường thở hoặc là nó phụ thuộc vào kiểu thở loại mặt nạ và phụ thuộc vào cái việc chúng ta có thể bảo trì tốt hay là không bằng cách thấy cái màng lọc mũi 6 tháng hay là không một cái biện pháp tiếp theo nữa đó là phun khí dung liên tục thì đối với máy phun khí dung mà thể tích nhỏ thì chúng ta có thể gắn thêm cái cái mà truyền cái 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 cái, cái máy truyền dịch nhỏ giọt cái dịch vào bầu phun này. À, còn đối với máy phun khí dung thể tích lớn á, thì cái bầu phun nó lớn như thế này có thể phun tới là 30 ml thuộc trong vòng một giờ. Vậy thì khi chúng ta sử dụng cái cái máy phun khí dung thì cách sử dụng như thế nào? thì quý vị tất cả ai cũng biết cái, cái dụng cụ này rồi tức là chúng ta phải chuẩn bị máy chúng ta phải là nhỏ thuốc vào bầu phun còn đối với những cái thuốc mà chúng ta cần có phá thì chúng ta sử dụng bơm tiêm để hút thuốc và phá vào cái dung dịch là đúng chuẩn rồi chúng ta gắn với dây nội nguồn điện ấp lên mũi miệng của bệnh nhân và lưu ý cả anh chị là khi chúng ta sử dụng chúng ta gõ gõ vào bầu phun như thế này để tránh cái thể tích cặn còn đọng lại và sau khi mình chúng ta sử dụng liệu pháp khí dung thì chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân là uống nước súc miệng vậy thì sau khi đi qua cái phần mà nguyên lý và cách sử dụng của các cái dụng cụ phun khí dung thì hội hô Hồ hấp nhi Việt Nam đã đồng thuận các cái liệu pháp khí dung trong điều trị một số bệnh hô hấp thường gặp thì lưu ý việc quý vị ở đây đây là cái đồng thuận về liệu pháp khí dung trong một số bệnh lý hô hấp thường gặp bên cạnh các cái hướng dẫn điều trị chung. chứ không phải cái liệu pháp khí dung này nó sẽ thay thế cho toàn bộ cái hướng dẫn điều trị chung của chúng ta thì cái bệnh lý thứ nhất mà chúng ta có thể áp dụng là biện pháp phun khí dung đó là viêm thanh khí phế quản cấp thì đối với cái bệnh này người ta gọi chúng là group thì cho tới bây giờ người ta uh, phân loại mức độ nặng thì chủ yếu là dựa vào cái tháng điểm Wesley. thì tháng điểm này đánh giá dựa vào trí giác, dựa vào tím, dựa vào thông khí phổi và mức độ có kéo như thế nào để từ đó cho điểm và nếu cái uh, tổng điểm là dưới hoặc bằng hai thì người ta xếp mức độ nhẹ tương tự như vậy sẽ vào mức độ trung bình và nặng và dùa siêu hấp. sở dĩ như vậy là vì chúng ta sẽ xử trí dựa vào cái mức độ nặng nhẹ như thế này. Thì đây là cái lưu đồ mà Hội Hô hấp Việt Nam phối hợp với Hội Tai Mũi Họng Việt Nam đã đã công bố. Thì đối với lưu đồ này thì chúng ta sử dụng cái liệu pháp khí dung thứ nhất đó là khí dung adrenaline. Adrenaline được chỉ định đối với trường hợp là mức độ nặng ngay từ đầu à, hoặc là đối với mức độ trung bình thì sau khi đã xử trí ban đầu rồi mà nếu không cải thiện thì chúng ta sử dụng adrenaline hoặc là một cái cái loại thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng trong group đó là cái bưu đê này chúng ta sử dụng là khi bệnh nhân nhập viện Vậy thì với cái đồng thuận này chúng tôi là uh, khuyến cáo sử dụng uh, adrenaline khi nào đó là adrenaline nó có tác dụng là giảm khó thở rõ trong vòng 10 phút nó kéo dài trong vòng khoảng 1 giờ và hết tác dụng sau 2 giờ sau 2 giờ nó không còn tác dụng nữa và liều lượng đó là 0,5 ml trên kg cân nặng một lần và tối đa là 5 ml dung dịch adrenaline 1 phần ngàn và chỉ định trong trường hợp là group mức độ trung bình không hoặc là ít cải thiện sau 2 giờ điều trị bằng với dexamethasone hoặc là prednisolone uống hoặc là budesonide khí dung hoặc là chỉ định thứ hai đó là group mức độ nặng cần phải nhập cấp cứu hoặc là mức độ dò hô hấp dò suy hô hấp cần phải nhập hồi sức cái loại thuộc thứ hai là budesonide thì được chỉ định trong trường hợp là đứa trẻ nó nôn nhiều khi mà uống không có hiệu quả hoặc là đứa trẻ là nó bị group mức độ trung bình cần nhập viện thì khi dùng á, chúng ta sẽ sử dụng liều là từ 1 cho tới 2 mg một lần. Với cái cái loại mà pulmicort mà chúng ta hiện đang có thì cứ chúng ta cứ cái ống đó là 2 ml mà có chứa 500 microgam thì chúng ta có thể sử dụng từ 2 cho tới 4 ống một lần. Đối với trường hợp mà group nặng do siêu hấp thì chúng ta sẽ phun khí dung budesonide cộng với là adrenaline thì người ta nhận thấy là nó có hiệu quả hơn là so với là là adrenaline đơn thuần một cái bệnh lý thứ hai mà chúng ta thường áp dụng liệu pháp phun khí dung đó là hen vậy thì bên cạnh cái biện pháp điều trị chuẩn thì cái liệu pháp phun khí dung trong hen nó sẽ bao gồm là sử dụng trong cơn hen cấp và sử dụng ở ngoài cơn thì trong cơn hen cấp mức độ nhẹ thì dĩ nhiên ban đầu chúng ta phải điều trị sử dụng sa bạc cho bệnh nhân và nếu bệnh nhân nó có một trong các yếu tố nguy cơ lên cơn hen nặng trong tương lai thì khi đó chúng ta sẽ phối hợp với corticoid thì khi phối hợp với cọc chúng ta có thể phối hợp với budesonide khi khí dung với liều là từ 0,5 cho tới 1 mg hoặc là chúng ta uống prednisolone thì đó là mức độ nhẹ đối với cơn hen cấp mức độ trung bình thì sau khi chúng ta đã sử dụng sa ba một lần thất bại thì chúng ta có thể phối hợp sa ba cộng với Ipratropium cộng với prednisolone hoặc là cái giải pháp thứ hai chúng ta có thể sử dụng sa ba cộng với là cọc khi dùng khí dung liều cao lưu ý về cảnh chỉ trong cơn hen cấp khi chúng ta sử dụng là khi dùng liều cao hoặc là chúng ta nếu đứa trẻ nó có một trong các yếu tố nguy cơ lên cơn hen cấp nặng trong tương lai thì chúng ta sẽ sử dụng sa ba cộng với cọc tiết khi dùng liều cao ngay từ đầu thì đó là mức độ trung bình với mức độ nặng thì sa ba chúng ta sẽ cho bệnh nhân phun là mỗi 20 phút trong giờ đầu rồi chúng ta phải phối hợp với khí dung cọc tiết liều cao và lưu ý về các anh chị khi sử dụng cọc tí quỷ trong cơn hen cấp mà mình dùng liều cao là mình phải nhắc lại đế, lần hai sau 30 cho tới 60 phút nếu mà không đáp ứng hoặc là đáp ứng kém và chúng ta phải phối hợp thêm là cọc tí quỷ theo đường toàn thân ngay từ đầu và nếu có điều kiện trong cơn hen cấp nặng thì chúng ta sẽ sử, sử dụng là khi dùng liên tục xa ba cho bệnh nhân và nếu mà cơn hen cấp đe dọa tình mạng thì tất cả các cái vũ khí mà chúng ta có đều phải đem ra sử dụng hết tức là chúng ta phải đem ra Saba là chúng ta phải cho ipratopium chúng ta có cọc tí huyết tịnh mạch chúng ta cho cọc tí huyệt khí dung liều cao và có thể nhắc lại cọc tí huyết khí dung liều cao sau 30 cho tới 60 phút nếu không đáp ứng hoặc là đáp ứng kém hoặc là cộng về Saba mỗi 20 phút trong giờ đầu và nếu có điều kiện thì chúng ta phun khí dung liên tục Saba. thì đó là trong cơn vậy thì sau khi bệnh nhân ra khỏi cơn thì đây là một cái khuyến cáo mới nhất mà chúng tôi uh, mạnh dạn đưa vào đó là sau khi cắt cơn thì chúng ta duy trì có tí huyệt khí dung với liều cao ví dụ như là bidezona chúng ta dùng liều 1 mg tức là 1000 microgram hai lần một ngày trong vòng 5 ngày hoặc là prednisolone uống trong vòng 5 ngày sử dụng cho bệnh nhân sau khi bệnh nhân đã ra khỏi cơn thì cái việc điều trị tiếp theo đó là chúng ta cần phải áp dụng biện pháp điều trị duy trì dài ngày cho bệnh nhân. Thì đối với trẻ dưới 5 tuổi như cái bài trình bày của tôi ở ban đầu á, thì ở cái mức độ dạng đoàn cái liệu pháp phun khí dung có thể là xa ba hít khi cần hoặc là đối với mức độ dài dạng nhẹ thì chúng ta sử dụng ICS liều thấp, mức độ trung bình thì dùng ICS liều trung bình và giá dạng nặng là dùng ICS liều liều cao và kỳ biện các cây bước điều trị đối với trẻ dưới 5 tuổi mà chúng ta sử dụng liệu pháp khi dùng đó là sử dụng cái ICS liều thấp hàng ngày ở bước số 2 và ICS liều trung bình ở bước số 3 hoặc là ICS liều trung bình cộng với là chuyển tới các cái bác sĩ chuyên khoa ở bước số 4. Tuy nhiên đối với trẻ trên 5 tuổi thì mặc dù cái bài trình bày của tôi lúc đầu á là có đề cập tới khuyến cáo sử dụng của Gina năm 2019 có một sự thay đổi rất là lớn tuy nhiên trong cái khuôn khổ của đồng thuận á, thì chúng tôi là chưa đưa vào những cái cái mà khuyến cáo mà không có trong thông tin kế hoạch chính thống cho nên vẫn chúng tôi vẫn sử dụng cái liệu pháp khí dung ở cái cái cái, các khuyến cáo cụ của Gina đó là bước hai chúng tôi dùng ICS liều thấp bước ba là ICS liều thấp cộng là ba và bước bốn là ICS liều trung bình cao cộng với là ba thì đó là cái liệu pháp khí dung trong trong hen một cái bệnh lý tiếp theo nữa mà cũng rất là thời sự mà đôi khi chúng ta cũng phải là cân nhắc xem thử có dùng là uh, liệu pháp khí dung hay là không đó là viêm tiểu phế quản cấp. Vậy thì đối với viêm tiểu phế quản cấp thì khí dung sa ba sẽ như thế nào? Thì sa ba chúng ta là không có sử dụng thường quy trong điều trị viêm tiểu phế quản cấp lần đầu ở trẻ dưới 12 tháng tuổi. Chúng ta không có sử dụng thường quy. Tuy nhiên đối với trẻ nếu có biểu hiện thở khó khè còn về khó thở thì chúng ta cân nhắc sử dụng sao ba nhất là khi đứa trẻ đó là trên 6 tháng tuổi có kho khe tái phát và có cơ địa diễn bản thân cũng gia đình và nếu chúng ta sử dụng sao ba trong trường hợp mà viêm tiểu phế quản cấp mà đứa trẻ nó có những cái điều kiện như thế này thì chúng ta có thể là phun khí dung 0 mg đến kg cân nặng một lần hoặc là chúng ta dùng bình xịt điện liều sanbutamol 100 microgam một xịt chúng ta dùng là cứ mỗi nhạc xịt cho mỗi hai kỳ hoặc là bộ nhạc xịt một lần và chúng ta có thể lặp lại lần hai sau 20 phút và nếu bệnh nhân nó có biểu hiện là tím rút lõm lông ngực nặng tần số thở trên 70 lần một phút SpO2 là dưới 92 phần trăm thì chúng ta thay vì phun khí dung bằng máy thì chúng ta sử dụng phun khí dung với nguồn phun là oxy để phun cho bệnh nhân và nếu mà mình đánh giá sau một giờ nó có đáp ứng thì dùng tiếp còn nếu không có đáp ứng thì chúng ta không có dùng tiếp cho bệnh nhân. Một cái loại thuốc thứ hai mà chúng ta có thể là cân nhắc có thể sử dụng trong là viêm tiểu phế quản cấp hay là không đó là adrenaline. Thì đối với adrenaline cho tới bây giờ thì không khuyến cáo sử dụng thường quy trong viêm tiểu phế quản cấp tương tự giống như là sanbutamol vậy. Tuy nhiên, nếu mà đứa trẻ nó bị viêm tiểu phế quản cấp nhập viện vì suy hô hấp từ trung bình cho tới nặng, nó không đáp ứng với là cái liệu pháp sa ba mà chúng ta đã thử ban đầu thì thì quý vị đồng nghiệp có thể cân nhắc sử dụng một liều adrenaline khi dùng cho bệnh nhân và chỉ định từng liều thôi cả cả anh chị đừng có cho một cách thường quy và đánh giá lại 65 cho tới 30 phút nếu mà không đáp ứng thì không có dùng tiếp làm gì nữa và liều lượng adrenaline 1 phần nghìn đã là 0,4 cho tới 0,5 ml trên kg cân nặng một lần tối đa là 4 ml một lần một cái liệu pháp tiếp theo nữa đó là chúng ta có nên cân nhắc sử dụng natri clorua ba phần trăm phun khí dung trong trường hợp viêm tiểu phế quản cấp hay là không thì chúng ta có thể chỉ định nhưng mà ở những cái trẻ nhập viện mà thôi chứ đừng có chỉ định ở tại phòng khám thì chúng ta có thể chỉ định natri clorua ba phần trăm khí dung ở trẻ nhập viện vì viêm tiểu phế quản cấp với cái liều đó là 4 ml một lần và chúng ta có thể lặp lại mỗi 8 giờ có thể sử dụng đồng thời hoặc là một mình phối hợp với là sambutamol cho bệnh nhân trong viêm tiểu phế quản cấp thì không khuyến cáo sử dụng các cái liều pháp khi dùng sau đây thứ nhất chúng ta không khuyến cáo sử dụng là ipratopium thứ hai không khuyến cáo sử dụng ICS trong viêm tiểu phế quản cấp thứ ba không khuyến cáo sử dụng ribavirin thì đây là mặc dù là cái thuốc kháng virus đặc hiệu cho cái tác nhân chủ yếu đối với viêm tiểu phế quản cấp đó là RSV nhưng mà ribavirin cho tới bây giờ vẫn không có được khuyến cáo sử dụng thường quy và cái cuối cùng là những cái biện pháp ví dụ như là chúng ta là phun khí dung được mũi sinh lý hoặc là phun khí dung để làm ẩm cái đường thở cho bệnh nhân cũng không khuyến cáo sử dụng trong viêm tiểu phế quản cấp thì trên đây là những cái phần mà chúng tôi chuyển tải đến quý vị đồng nghiệp toàn bộ cái đồng thuận về liệu pháp khung khí dung trong điều trị các cái bệnh lý hô hấp ở trẻ em mà hội hô hấp nhi việt nam à, biên soạn à, cảm ơn quý vị đã lắng nghe